Thì mỗi lần mà làm việc xong thì em hay có cái thói quen là đi uống bia để xả stress. Một ngày mấy lon? Em cũng có thể uống được hơn nửa thùng bia. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Thị Trang Thảo, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh là tự do. Em tên là Nguyễn Quỳnh Thế Anh, năm nay cũng 30 tuổi, nguyên quán Sài Gòn và cũng đang là kinh doanh tự do. Hai bạn quen nhau như thế nào? Nhà em ở trên chung cư, còn văn phòng cô ấy là ở dưới mặt tiền đất. Thì lúc đó là em ngồi lại 5-6 anh em ngồi đó. Cô ấy chạy xe tới mấy anh ở ngoài, cô ấy không hỏi mà lựa đúng người mập mập trong kẹt hỏi. Thì lúc đó hỏi là anh ơi bãi xe ở đâu vậy? Em mới tận tình mình chỉ là tận tình rồi, em đi trên đây lên lề em chạy mèo trái là em tới bãi xe rồi. Tối bữa đó là văn phòng khai trương, cô ấy mời mọi người hàng xóm rồi cũng lại nhậu. Thì em bữa đó là từ nhà em đi xuống thì cô này đi lại. Nãy giờ đâu tìm hoài không thấy. Nó nói ủa trời bà giống tân tân á, tự nhiên hỏi như em biết từ đời nào vậy. Thật ra thì em cũng đâu biết là ai đâu, mình lịch sự mình mời thôi. Vậy hả? Nhưng mà em ấn tượng cái gì về chồng em? To cao, nói chung là cũng có một chút và đẹp trai. Mà thật ra em cũng hơi mê đẹp trai một tí. Đúng không? Còn em thì ấn tượng về cô ấy là hoạt bát, rất là tự nhiên. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái tưng tưng của cô ấy. Tưng tưng hả? Tưng tưng. Con kể một câu chuyện nào mà nó chứng minh, nó chứng minh rằng là cô tưng tưng. Ủa anh tưng tưng. Một hôm thì em gặp 4-5 anh đối tác của cô ấy lại văn phòng á. Thì cô ấy có mày bia không à, mà nói chuyện bắt đầu đụng dai vô dỗ người nào cũng dỗ á. Rồi nói chuyện không có kiên nghị ai ngồi xung quanh á. Rồi tự nhiên quá đâm ra nó tưng luôn á. Thì mỗi lần mà làm việc xong thì em hay có cái thói quen là đi uống bia để xả stress. Một ngày mấy lon? Em cũng có thể uống được hơn nửa thùng bia. Dữ nghe, nó nghe nè. Rồi có khi nào em rủ anh này đi nhậu chung với nhau? Dạ có, đó là cái nguyên nhân mà tụi em đến với nhau. Em thì không biết uống bia. Cô ấy mời em uống bia thì em lịch sự cũng ngồi uống. Nhưng mà em uống dần không tới nửa lon nữa là em chạy nhà em ngủ luôn. Mỗi lần mà cậu ấy mà cứ uống xong mà đi ngủ á thì em phản ứng như thế nào? Thì em ngồi em uống một mình. Vậy hả? Giờ trong lúc nếu mà lúc mà cậu chưa đi ngủ rồi lúc mà uống thì em như thế nào? Khi mà ngồi uống bia với nhau thì hai đứa nói chuyện rồi chia sẻ công việc, rồi chia sẻ những cái thứ liên quan đến gia đình. Trong cái quá trình mà tụi em ngồi vừa uống bia vừa tâm sự thì anh này anh cũng được luyện bia để anh lên đô. Dạ. Bây giờ đô nhiêu rồi? Mấy lon rồi? Cũng 12 lon. Sư phụ. Em ơi bữa nào em huấn luyện anh một chiêu anh. Mà có cái đặc biệt là cô ấy ngồi uống bia, những người xung quanh như đối tác đồ, cô ấy lúc nào cũng bá vai, nhưng đặc biệt là em là không bao giờ bá vai bá cổ. À chắc là cô ấy cứ ngồi yên rồi nói chuyện chia sẻ thôi. Em nghĩ còn ghê hơn chứ. Ví dụ như những người bình thường thì bá vai bá cổ, còn người đối tượng của mình phải như là hiểu không? Ví dụ như là bá sờ hay là cái gì đó chứ. Tại vì thật ra là có rất là nhiều người cũng sợ cái tính tưng của em rồi. Trước đó cũng bị nhiều bồ đá đó rồi. Lần này gặp anh này thôi mình cố gắng mình giữ kẻ. Nè hỏi thiệt nè, nếu mà em không giữ kẻ thì cái cơn của em phải như thế nào? Nói chung là tạm gọi là hơi sàm sỡ họ một chút. Chẳng hạn như vậy. Xong rồi dày. Xong rồi bóp dai. Xong rồi sâu xương chút nữa. Anh hỏi nè, có lần nào cô này chà nhám nhám lên đây không? Có một lần hai đứa em quen nhau khoảng chừng gần 6 tháng rồi, lúc đó chỉ là bạn thân thôi. Em lên nhà của cô này á là ăn sinh nhật với lại cái thằng em trai. Thì lúc đó ngồi kế cô này thì có bố vợ ngồi đối diện đang uống, ngồi tự nhiên là nắm cái tay em. Em thì cũng nắm lại, lúc đó cũng thích rồi. Thì một hồi thấy cái đùi em nó tự nhiên nó nhột. Nó nhột thì thấy là ngó xuống thì thấy cái tay của cô này. Đâu sao? Dạ. Ngồi đối diện bên kia thì ông bố con này là bắt đầu nhìn em chăm chăm. Thì em mới dìu bố đi xuống, bố con này xuống phòng ngủ thì mới nói là con mật quạt giùm bố rồi xin bằng bố luôn. Là nghĩ là chắc con gái mình tưng tưng có con này vớt rồi ông cũng mừng. Có nghĩa là phụ huynh ủng hộ đúng không? Đó. Rồi lúc mà em dìu ba của bạn gái em vô ngủ rồi á, sau đó thì chuyện gì xảy ra nữa? Thì đêm đó là hai đứa em vô coi tivi. Coi mà coi đâu? Coi trong phòng riêng của cô này. Thì hồi hộp quá, hồi hộp quá. Lúc đó là đang coi khúc phim tình cảm thì cô này mệt dựa vào vai em. Thì em thấy mình cũng thích rồi. Thôi mình làm theo con tim mình mách bảo luôn. Thì em mới hôn lên má của cô này. Không ngờ là cô này chịu luôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai đứa em. Ôi giời, hôn má là sao? Rồi xong có hôn. Cái đó mới gọi là nụ hôn đầu tiên. Có gì nữa không? Xong rồi ngủ thôi, không làm gì hết. Ngủ đâu? Ngủ trong phòng của này luôn. Rồi sáng hôm sau chỉ có anh em biết thôi, ngoài phụ huynh không có biết. Chắc chắn nó chọt rồi. Nó mới nói là anh ơi,
chị em cũng cô đơn lắm, bả tội nghiệp lắm, thôi anh cu mang bả luôn đi. Trời ơi. Trời em ra em thì lúc đó nói câu đó em cũng thấy thương thương, em thấy mũi lòng. Qua thêm 2 ngày sau nữa thì em bị phụ huynh phát hiện ra là phụ huynh của cô ấy. Thì phụ huynh cũng nói một câu là nó cũng cô đơn lắm, nó cũng thiếu thốn tình cảm, em nhà em dớp luôn. Trời ơi. Thật ra là em với gia đình là một thảm họa. Chỉ sợ là không có ai dám rước cái bà Tân này đi thì rất là đau lòng. Nhưng mà hên cái được anh này vừa bự vừa đẹp, vừa sạch sẽ gọn gàng rước đi, mừng quá. Mừng quá. Dạ rồi tụi em hẹn hò đúng 3 ngày thì anh này mới nói là thôi bây giờ buồn quá không biết chuyện gì làm, thôi mình cưới đi. Và sau 3 ngày? Thì sau 3 ngày yêu nhau thì 4 ngày sau rồi hai bên gia đình lên nói chuyện. Dạ nói chung thì đã quyết định là mình cứ làm, không có phải chờ đợi, mình sai thì mình làm lại. Rồi lấy nhau về. Các bạn có thấy cái gì khác hơn về nhau nữa không? Tại vì thời gian yêu nhau quá chớp nhoáng lấy về mới phát hiện chồng của em rất là chậm chạp. Em có thể make up, có thể tắm rửa, có thể thay đồ mọi thứ chỉ trong vòng 10 phút. Nhưng mà chồng em thì từ 30 phút đến 1 tiếng. Em làm cái gì lâu dữ vậy cưng? Tại vì em làm ở nhà nên là cũng luôn chăm con, phải đút con ăn, cho con bú thì làm. Lúc nào em ra đường phải quần áo phải tươm tất, phải thơm là em mới chịu, chứ không ngoài ra là em không bao giờ đi ra đường hết. Nên thì nó lâu. Hay gì trên sân khấu toàn mùi thơm. Không. Cái chị đó. Ủa gì đó. Đi lộn rồi. Ở còn gì nữa không? Anh này thì rất là ích kỷ. Tức là cái gì cũng dành về phần mình hết, không có chia sẻ cho vợ. Giặt đồ cũng dành, nấu ăn cũng dành, chăm con cũng dành, dọn nhà cũng dành. Khi mà em rảnh thì cứ bắt Hưng nằm đó coi phim đi, đừng làm gì hết. Nhiều khi em thấy hơi bị bức xúc rằng là mình thấy giống như là mình vô dụng vậy đó. Khoan, em nói cái từ ích kỷ là em chê hay là em khen? Dạ. Anh thấy em nói cái từ ích kỷ mà cái ánh mắt của em với lại cái biểu cảm của em nó gì? Ích kỷ đáng yêu ghê vậy. Nhưng mà tại sao vậy em? Vợ em sinh xong rồi á, cơ thể cũng yếu nên mọi việc làm thì lúc đó là em ăn ủi với vợ em thôi. Nhưng mà trong lòng em á thì không muốn nói thẳng rồi, sợ cho mình buồn. Thật em thứ nhất là nấu ăn này rất là tài. Cái thứ hai là dọn dẹp thôi, dọn cho có chứ không gọn gàng. Nên thôi ngồi chơi để tôi làm luôn cho rồi. Mất công làm đi làm lại tốn 2-3 sức nữa. Tại vì yêu nhanh cưới nhanh bởi vì không có tìm hiểu. Thì lúc mà cô ấy có mướn cái căn hộ ở riêng á thì em qua em chơi lần đầu á thì em thấy nhà gọn gàng sạch sẽ lắm nha, là nghĩ là cô này chắc cũng được à. Thì về nhà em biết là người làm không chứ đâu có làm. Dạ thôi thì công chuyện ảnh dành hết thì ảnh cứ làm đi, mình cứ tận hưởng. Tại vì nhiều khi em thấy đàn ông họ cũng dễ thay đổi lắm, ngủ đêm sáng ngày họ thay đổi mình đâu biết được đâu. Nói chung là mình hưởng được cái nào thì mình cứ hưởng đó. Dạ nghĩa là anh làm anh cứ làm. Dạ, đi đúng rồi. Còn tôi thời gian rảnh tôi đi nhậu. Em có ghê đó. Tại vì bà xã em có cái tật là nói chuyện với đàn ông là hay dỗ dai á. Dỗ dai đó. Em nói hoài vụ này. Ủa em, vậy là có nghĩa là nếu mà vậy trong cuộc sống vợ chồng em là chồng em quá hoàn hảo rồi. Có tật xấu gì không? Không có nghĩ cho vợ. Sau khi sinh xong em tăng ký rất là nhiều. Mà rồi em đang cố gắng ăn một cái chế độ để làm sao mình xuống ký, giảm cân. Mà anh suốt ngày cứ 7 giờ tối ăn đi em, 9 giờ ăn đi em, 11 giờ ăn đi em, 12 giờ cũng ăn đi em. Coi như là anh cứ khuyến khích mình ăn liên tục. Tại sao vậy? Giờ sống không có tâm lý gì hết trơn. Tại vì em thích mọc mặt thì ôm thì nó ấm ấm là đã. Thôi. Em thích vậy mập nhiêu ký? Hơn chút thôi là được. Bây giờ là bao nhiêu ký? Em gần 60 ký thôi. Giờ hơn nữa là cỡ 70-80 rồi. Sợ sao anh làm thôi. Vậy cuối cùng á thì là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Lúc đầu á quen nhau á thì em thấy vợ em rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Ví dụ cha mẹ nói thì cũng không có khóc. Sau này về em mới phát hiện ra là cực kỳ nhõng nhẽo, thả tí xíu là khóc. Cái thứ hai là sinh con xong rồi bắt đầu ganh tị với con, nói là anh tối ngày anh chăm nó không à, anh không có ẵm em á, anh để quá là sao anh ẵm nổi nữa. Xong rồi ghen, cực kỳ ghen luôn. Em đi chở 10 phút là điện đúng 8 lần. Hỏi đi đâu à, gặp nhớ nào à, ai mà phụ nữ đi đường hỏi đường em chỉ. Và vợ em mới nói thì mới nói là ủa bộ anh muốn cưới vợ nữa hả? Cũng là chỉ. Rồi chung cư rồi có một cô bé tối nào đi ngang cũng nhìn em, rồi vợ em mới nói là nhỏ này làm gì đi ngang nhìn anh hoài. Bực qua quay qua muốn hốt chồng vậy không có cửa đâu cưng. Trời ơi. Vậy đó. Gan nó làm được cái rất là vô lý. Bởi vì em thấy vô đẹp trai nó khổ lắm. Nhưng mà chồng em có ghen em giống vậy không? Cũng có ghen nhưng mà ghen rất là lạ. Có một lần em hẹn một người bạn đi ăn trưa, em mới nói là anh ơi em đi với anh này vậy. Thì anh nói em đi đi. Thế là em đi, sau 3 tiếng em đi về. Về anh lại hỏi là đi cái gì mà lâu vậy, ăn trưa mà 3 tiếng.
ngồi nói cái gì, người đó mặc đồ ra làm sao, giờ người đó ở đâu, rồi gặp sau rồi có gặp nữa hay không, hỏi liên tục mà làm rất là bực mình. Cái cho đi xong rồi về chất vấn. Dạ đúng đó. Rồi, dạ tại đúng vì rồi. Bản chất của vợ em là tưng tưng rồi, hay tin người rồi, nên em cũng không yên tâm, nên em mới là mình hỏi để mình biết, sợ mình gặp những cái điều gì không hay thôi. Nhưng mà bây giờ nói tóm lại là vậy nè, chị chưa biết được là tụi em muốn sửa, tức là những cái gì mà cần thiết phải sửa. Điều em muốn ở vợ em á là thứ nhất á là khi hẹn hò bạn bè á phải cho con ăn uống trước đầy đủ đàng hoàng rồi hẹn. Cái hai là bớt gan, cái thứ ba là gọn gàng tí xíu. Với lại vợ em có cái tật là nói dai, mà mỗi lần nói là một điều tí xíu mà nói 5-6 lần mà nhức đầu luôn. Cặp vợ chồng này thấy có bộ vợ nhiều tật xấu hơn là chồng đó. Tất cả là do bạn hết, tại bạn hoàn hảo quá. Thứ nhất là vậy nè, bạn quá chiều vợ bạn đi. Cái thứ hai nữa là bạn quá chu đáo trong tất cả mọi việc. Cái mong muốn của vợ bạn là gì? Là anh chia sẻ công việc qua cho em. Có thể là đầu tiên là bạn làm sẽ không có vừa ý em, nhưng mà bạn làm riết thì đương nhiên là bạn phải tiến bộ lên, đúng không? Dạ cũng đúng, nhưng mà ít ít thôi chứ chia nhiều quá em cũng làm không nổi. Thì cái sức của mình đi, em thấy em làm được nhiêu em làm đi. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Dạ cảm ơn.